Sữa Vinlax bé tăng cân cao lớn vượt trội. Xin chào mọi người, hôm nay Tùng Anh rất là vui khi được chia sẻ với các mẹ về một dòng sản phẩm sữa bột mà mình đang cho em bé nhà mình sử dụng. Đây là em bé đầu tiên của vợ chồng mình, con tên thật là Hoàng Như Bà Tiên và tên gọi ở nhà là Cốm. Bây giờ thì em bé đã được hơn 4 tháng tuổi rồi và cân nặng của con thì được gần 7 cân. Bản thân mình là một biên đạo múa nên là cái thời gian mà mình nghỉ đẻ và sinh con, có thời gian ở nhà chăm con thì không có nhiều. Nên là sau rất là nhiều suy nghĩ thì hai vợ chồng cũng đã quyết định dùng cho con thêm một sản phẩm sữa ngoài. Khi mà tìm hiểu về tất cả các dòng sản phẩm sữa ngoài thì mình cũng là khá khó tính. Và mình tìm hiểu rất là nhiều và cũng đã cho con sử dụng rất là nhiều những cái sản phẩm sữa ngoài khác. Nhưng mà em bé nhà mình thì lại rất là khó tính. Sữa thì ngọt quá nên là con cũng không ăn. Sữa thì con lại bị táo bón. Thế là vợ chồng mình rất là đau đầu về cái vấn đề này. Sau một thời gian tìm hiểu và cố gắng để cho con dùng sữa thì mình cũng đã tìm ra một sản phẩm phù hợp với cả con. Đó là sữa bột Vinlax. Em bé nhà mình dùng Vinlax thì rất là hợp. Trộm vía là con ăn ngon, ngủ tốt. Và cái điều mà mình tâm đắc nhất là con đã hết bị táo bón. Thế nên là em bé nhà mình trộm vía từ đấy thì tăng cân rất là nhanh. Mình đẻ em bé bị thiếu ngày nên là con chỉ được có 2 cân 6 thôi. Và trộm vía là bây giờ khi mà con được 4 tháng 7 ngày rồi thì con đã được gần 7 cân, 6 cân 9. Theo như mình tìm hiểu thì sữa Vinlax được sản xuất ở Việt Nam theo tiêu chuẩn của New Zealand. Lại còn điều chỉnh để phù hợp với cả các em bé của Việt Nam nữa. Nên là các mẹ có thể yên tâm để cho em bé của nhà mình sử dụng. Em bé nhà mình hiện tại thì đang dùng dòng sản phẩm là Vinlax Baby dành cho em bé từ 0 đến 12 tháng tuổi. Cái dòng sản phẩm này thì theo như mình tìm hiểu thì sẽ tối ưu hệ dinh dưỡng của con. Mình rất là thích cái sản phẩm này ở chỗ là cái vị của nó không bị ngấy, không bị ngọt quá và rất là giống sữa mẹ. Mình luôn gọi với cả chồng mình là đây là một dòng sữa mát. Đấy, nên là mình rất là yên tâm khi cho con sử dụng. Vì con sử dụng cái dòng sản phẩm này rất là ok nên là mình đã đặt hàng và cho con sử dụng Vinlax Baby, cũng như là đợi đến lúc mà con 6 tháng để sử dụng Vinlax số 1. Đó là từ cho trẻ em từ 6 đến 36 tháng. Sau đó thì mình sẽ sử dụng cho con Vinlax số 2 dành cho bé từ 3 tuổi đến 10 tuổi. Em bé nhà mình sử dụng sản phẩm Vinlax thì trộm vía rất là cứng cáp. Mình cũng giới thiệu cho bạn bè của mình sử dụng. Bé nhà mình thì 1 tháng con đã biết ngóc đầu rất là cứng, 2 tháng 10 ngày thì con đã biết lẫy và tròn 3 tháng thì con đã lẫy rất là thành thạo. Bạn bè của mình cũng có em bé và cũng rất là đau đầu bởi vì trên thị trường hiện nay có rất là nhiều những dòng sản phẩm sữa và không thể nào mà mình tin tưởng cho con mình sử dụng được. Nên là khi mình giới thiệu sản phẩm Vinlax đến với bạn bè của mình thì tất cả mọi người đều sử dụng rất là ưng và luôn tin tưởng để cho em bé sử dụng. Sau khi mình tìm hiểu, ngoài dòng sản phẩm sữa bột của Vinlax thì Vinlax còn có một sản phẩm nữa là sản phẩm bột ăn dặm, rất là tiện lợi. Dòng sản phẩm bột ăn dặm này thì có hai vị ngọt và mặn. Ngọt là từ gạo và yến mạch. Sau một thời gian để con sử dụng dòng sữa bột này thì mình rất là yên tâm và tin tưởng để cho Vinlax đồng hành cùng con cho đến khi con lớn, tuổi thơ của con và Vinlax sẽ gắn với nhau. Dòng sữa bột Vinlax này thì giúp con phát triển rất là tốt nên mình sẽ yên tâm để cho con sử dụng cho đến khi con lớn. Mẹ nào mà đang gặp vấn đề về vấn đề con biếng ăn, chậm lớn thì các mẹ có thể tham khảo dòng sản phẩm sữa Vinlax này. Và với chia sẻ của mình thì mong các mẹ sẽ tìm được lựa chọn tối ưu của mình là sữa Vinlax. Chúc các mẹ và các bé luôn mạnh khỏe, chúc các bé hay ăn chóng lớn. Tạm biệt.